PVGas tổ chức lễ ra quân triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Ngày 4 tháng 1 năm 2021, sau kỳ nghỉ mừng Tết Dương lịch, toàn Tổng Công ty Khí Việt Nam đã bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới với tinh thần quyết tâm cao. Tại trụ sở của PVGas tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ra quân triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty Khí Việt Nam. Tham dự buổi lễ, PVGas hân hạnh chào mừng đoàn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu. Đoàn công tác còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban, các đồng chí đại diện các vụ, văn phòng, trung tâm của Ủy ban. Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN có đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc PVN và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban của tập đoàn. Về phía Tổng Công ty Khí Việt Nam có đồng chí Nguyễn Sinh Khang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty, đồng chí Dương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam, các đồng chí đại diện công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trong toàn Tổng Công ty Khí Việt Nam cũng về tham dự đông đủ. Cuộc gặp gỡ ngày đầu năm mới diễn ra trong niềm vui chung khi năm 2020 đặc biệt khó khăn vừa kết thúc. Trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19 và tác động khủng hoảng kinh tế và giá dầu toàn cầu, PVGas cũng như toàn ngành dầu khí Việt Nam đã phải trải qua rất nhiều biến động và thay đổi sâu sắc. Năm 2020 đã chứng kiến một PVGas kiên cường, nỗ lực, sẵn sàng đương đầu, chấp nhận những thay đổi cần thiết để tồn tại và vươn lên. Với ý thức chủ động và mạnh mẽ tìm kiếm các giải pháp thích nghi, vượt qua những khó khăn thử thách, PVGas đã tiếp tục đạt được nhiều thành tích có ý nghĩa to lớn, hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, trở thành doanh nghiệp năng lượng nổi bật, dẫn đầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tiếp tục là lá cờ đầu ngành công nghiệp khí. Tiếp nối thành công đó, bước vào năm mới 2021, PVGas tiếp tục mạnh dạn đề ra những mục tiêu mới nhằm duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, gặt hái những thành tựu mới và khẳng định vị thế hàng đầu của Tổng Công ty. Để làm được điều đó, việc nhận diện những khó khăn, thách thức, cũng như những cơ hội và đề ra các giải pháp phù hợp để vượt qua những trở ngại, tạo đà phát triển cho giai đoạn tiếp theo có ý nghĩa hết sức quan trọng, củng cố sức mạnh, nâng cao thành tích và nâng tầm vị thế cùng hình ảnh của Tổng Công ty lên một tầm cao mới. Lễ phát động thi đua chính là nhằm cổ vũ tinh thần người lao động PVGas siết chặt đội ngũ, đẩy mạnh tình đoàn kết để tạo nên một năm cống hiến ấn tượng hơn nữa, nhấn mạnh hình ảnh của PVGas, đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp, hành động. Phát biểu khai mạc lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Sinh Khang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty nhấn mạnh: nhìn lại năm cũ, hướng về tương lai là triết lý chung của mỗi người khi bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Hôm nay chúng ta cùng nhau thực hiện lễ ra quân triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, tiếp tục phát huy thành tích của năm 2020 và những năm qua, khắc phục những khó khăn, thách thức trong năm 2021, phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch được Tập đoàn Dầu khí giao cho, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển chung của tập đoàn trong năm 2021. Tiếp theo chương trình, đồng chí Dương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã phát biểu phát động tinh thần PVGas cho 2021 và những năm tiếp theo. Đồng chí Dương Mạnh Sơn nhấn mạnh: hơn ai hết, những người lao động trong ngôi nhà chung PVGas đều đã thấu hiểu những khó khăn, những thách thức cao hơn. Tuy nhiên, thay vì nản lòng, dao động, PVGas đã mang tinh thần Việt Nam cũng như toàn ngành dầu khí tạo dựng nên một năm mới thành công, giữ vững và phát triển vị thế, khẳng định năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo, tình đoàn kết để ghi dấu ấn tuyệt vời trong hầu hết các lĩnh vực lao động, sản xuất và kinh doanh. Mừng tuổi 30 trở thành và phát triển. Tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo tập đoàn cũng như các bộ ban ngành
và về những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ công nhân VinFast trong năm qua. Thay mặt cho tập thể lãnh đạo tổng liên đoàn, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong tổng công ty nâng cao ý thức trách nhiệm, trân trọng những cơ hội đang có, vượt qua mọi khó khăn vững vàng trên chặng đường mới và phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tổng công ty lần thứ 10 cũng như chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 với những nội dung cụ thể đặc biệt tập trung vào ba giải pháp cốt lõi, đó là về cán bộ, về thị trường và cơ chế chính sách. Trong không khí chào đón một năm mới với khí thế mới, tôi tin tưởng rằng PVGAC và những người lao động dầu khí PVGAC tiếp tục với truyền thống dấn thân cống hiến được chui rèn trong những khó khăn thử thách, tiếp tục đoàn kết từng bước vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của mình, đảm bảo PVGAC vững bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch đề ra, xứng đáng là một đơn vị thành viên chủ lực trong tập đoàn quốc gia Việt Nam. Phát biểu chúc mừng lễ gia quân của PVGAC, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc PVN đều chào mừng PVGAC bằng những đánh giá trân trọng năm 2020 cũng như tròn 30 năm nỗ lực hết sức, hết lòng của toàn Đảng bộ, Ban lãnh đạo và người lao động PVGAC bền bỉ, kiên trì, sáng tạo để xây đắp thành công của PVGAC. Các vị lãnh đạo đã tri ân những thế hệ lãnh đạo và người lao động PVGAC đã nối tiếp nhiệt huyết, tinh thần vươn tới để đưa PVGAC trở thành lá cờ đầu của tập đoàn, tạo nên thành quả đóng góp hiệu quả, đưa tập đoàn dầu khí Việt Nam giữ vững vị thế hàng đầu trong các tập đoàn nhà nước, tôn vinh hình ảnh ngành dầu khí vinh quang. Qua báo cáo của đồng chí Tổng đốc thì tôi rất vui mừng và ấn tượng với những con số đạt được. Mặc dù trong năm qua các đồng chí trong tổng ty đã gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có cả những khó khăn chung và có những cái khó khăn mang tính đặc thù của nghề nghiệp, nhưng các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được chỉ tiêu kế hoạch giao. Thay mặt lãnh đạo ủy ban, tôi xin ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được trong năm qua của tập thể lãnh đạo và người lao động của PVGAC. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ sáng tạo, đồng sức đồng lòng, chia sẻ khó khăn vượt thách thức, PVGAC sẽ đạt được các mục tiêu đề ra. Thay mặt cho ban lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tôi xin chúc mừng những kết quả trên. Tôi cũng cảm ơn sự nỗ lực cố gắng không ngừng của PVGAC trong những năm qua đã đóng góp quan trọng cho hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Các vị lãnh đạo cũng chỉ đạo PVGAC tập trung thực hiện các nhóm giải pháp trong năm 2021. Tái cấu trúc sử dụng vốn hiệu quả, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thích ứng với thay đổi của thị trường, đảm bảo tính chuyên nghiệp và đạt trình độ quốc tế. Xây dựng đề án tổng thể phát triển hệ thống hạ tầng nhập khẩu LNG trên toàn quốc, đảm bảo hiệu quả và tối ưu. Tập trung nguồn lực phát triển 3 khu vực đầu mối, trung tâm LNG cả nước là Bà Rịa Vũng Tàu, Thị Vải, Bình Thuận, Sơn Mỹ, miền Bắc, Hải Phòng, bên cạnh các kho vệ tinh, trung chuyển và hệ thống phân phối theo đề án phát triển tổng thể. Đẩy mạnh phát triển thị trường khí theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa hộ tiêu thụ để đảm bảo cho phát triển bền vững. Chủ động xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực khí. Tập trung công tác xây dựng, xin chấp thuận của cấp có thẩm quyền các chính sách, cơ chế liên quan lĩnh vực khí, chính sách giá khí, cước phí. Về phía Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cũng như PVN, luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện và đặt niềm tin vào PVGAC. Tin rằng PVGAC sẽ thành công và tiếp tục là một trong những đơn vị đầu tàu của tập đoàn cũng như của ngành công nghiệp khí quốc gia. Lễ giao quân tạo nên không khí hào hứng, sung sức cho toàn PVGAC chào mừng 2021. Toàn tập thể PVGAC bước vào năm lao động mới với tinh thần quyết tâm mới. Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Tiếp nha anh nhé. Họ đã sống không mùa đông,
không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha pi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy, hồn người rắc lấy. Cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vui, bây giờ anh biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào, ngồi nghe chiều yên gió lặng giữa muôn ngàn hoa. Báo tin chàng trốn xa, dòng suối hôm nào vắng anh chàng hát ca. Chiều xuống theo làn gió mơ hồ lá hoa buồn, tình ca giờ như gió mây ngang trời. Chiều xuống theo làn gió mơ hồ lá hoa buồn, tình ca giờ như gió mây.